Xin chào, cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem video thuyết trình về nghiên cứu sử dụng đất cho các mục đích khác của sân bay Ridgeview thuộc sở hữu của quận Santa Clara. Sự tham gia của quý vị trong quá trình xem xét tương lai của sân bay là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không thể tổ chức cuộc hội họp cộng đồng này theo kế hoạch trước đó vì lý do là ở yên tại nhà. Xin chào, thay mặt cho Harry Freitas, Giám đốc đường bộ và sân bay tại quận Santa Clara, tôi sẽ dịch bài thuyết trình này sang tiếng Việt. Bài thuyết trình này bao gồm một số thông tin về nền tảng của dự án, cập nhật về dòng thời gian của dự án, tóm tắt về những gì chúng tôi đã nghe từ hội thảo cộng đồng số 1, được tổ chức vào tháng 2. Một dự thảo tuyên bố tầm nhìn cho các chiến lược khả thi trong tương lai của sân bay. Và quan trọng nhất là, sau bài thuyết trình này sẽ có một địa chỉ trang mạng kết nối đến nội dung khảo sát về ý kiến của quý vị. Sân bay nằm ở phía đông San Jose, bên cạnh công viên Hồ Cunningham và trung tâm Eastridge. VTA đang làm một dự án Eastridge to Bart Light Rail. Dự án sẽ mang lại phương tiện giao thông công cộng chất lượng cao gần địa điểm sân bay để gia tăng kết nối đến khu vực này. Sân bay có kích thước là 180 mẫu Anh. Để quý vị có thể tham khảo về quy mô của sân bay, phải mất 8 đến 10 phút để đi bộ dọc theo đường tua lì và 10 đến 15 phút dọc theo đường Capitol. Chúng tôi đã tổ chức một hội thảo cộng đồng vào tháng 2 và chúng tôi sẽ chia sẻ những gì chúng tôi đã nghe trong vài phút tới. Hôm nay thuyết trình và khảo sát là hội thảo cộng đồng thứ hai của chúng tôi. Chúng tôi rất mong được gặp lại quý vị tại hội họp cộng đồng trong tương lai khi lệnh ở yên tại nhà được kết thúc. Chúng tôi sẽ chia sẻ những gì chúng tôi đã nghe được từ cộng đồng tại cuộc họp với Hội đồng Giám sát quận vào tháng 8. Nền tảng cho những gì đã dẫn đến cuộc nghiên cứu này. Trong tháng 12 năm 2018, Hội đồng Giám sát quận muốn chấm dứt nhận tài trợ cho sân bay từ liên bang và yêu cầu chúng tôi khám phá các cách sử dụng khác cho sân bay. Lần cuối cùng quận nhận được tài trợ là vào năm 2011, và điều đó có nghĩa là chúng tôi bắt buộc phải giữ sân bay hoạt động cho đến ít nhất là năm 2031. Hội đồng Giám sát quận cũng đã yêu cầu các nghiên cứu khác để hiểu thêm về các vấn đề môi trường của sân bay. Nghiên cứu này tạo cơ hội đặc biệt cho cộng đồng để hợp tác với quận về việc hình dung tương lai của sân bay, đó là về ý tưởng và mối quan tâm cho tương lai của cộng đồng, tạo ra một tầm nhìn hợp tác cho địa điểm này. Những ý tưởng về các cách sử dụng sân bay và thu hút cộng đồng tham gia vào một quá trình lâu dài. Đây không phải là quyết định sẽ đóng cửa sân bay hay không. Bây giờ, hãy nói về những gì chúng ta đã nghe từ Hội thảo Cộng đồng số 1. Chúng tôi đã tổ chức Hội thảo Cộng đồng đầu tiên vào ngày 25 tháng 2 tại trường trung học Overfield. Tại các trạm hoạt động của Hội thảo đó, chúng tôi đã yêu cầu mọi người đưa ra ý kiến riêng. Chúng tôi sẽ chia sẻ những gì chúng tôi nghe được từ mỗi trạm. Tại trạm thời gian, những người tham gia được xem những dòng thời gian về lịch sử của sân bay và yêu cầu cung cấp những câu chuyện riêng của họ, những kỷ niệm và hy vọng theo thời gian qua. Chúng tôi đã nghe về nỗi sợ hãi của tai nạn máy bay và tiếp xúc với chất trì, sự hỗ trợ của các công việc làm hàng không và ký ức về không gian mở. Lưu ý rằng, trong tương lai, cộng đồng muốn thấy giá cả phải chăng cho nhà ở, cơ hội giáo dục, công viên và không gian mở, dịch vụ xã hội, trung tâm việc làm và một khu vực cho các hoạt động.
địa điểm này? Tại trạm số 3, những người tham gia được yêu cầu mô tả danh tính của họ, họ là ai, giá trị cá nhân của họ, mô tả cộng đồng của họ và thảo luận về các giá trị cộng đồng của họ. Các chủ đề phổ biến bao gồm sự cam kết mạnh mẽ với cộng đồng, niềm tự hào về văn hóa, giá trị của sự trung thực, sự hỗ trợ, tôn trọng, làm việc chăm chỉ và tầm quan trọng của gia đình. Tại trạm số 4, những người tham gia được hỏi về trải nghiệm cá nhân của họ với sân bay và tầm nhìn của họ về tương lai của sân bay. Trải nghiệm của mọi người với sân bay bao gồm các chất gây ô nhiễm môi trường và nỗi sợ về các vụ tai nạn máy bay là tiêu cực và vị trí của Little League là tích cực. Nhiều người đã không nghĩ rằng sân bay cung cấp lợi ích cho cộng đồng. Trong tương lai, mọi người muốn thấy nhà ở, giá cả phải chăng, công viên, sự kết hợp sử dụng, một nơi an toàn và tiếp tục hỗ trợ cho ngành hàng không. Tại trạm cuối cùng, những người tham gia được hỏi là họ yêu thích gì về cộng đồng của họ, những gì họ nghĩ là hiện giờ đang thiếu và những gì họ hình dung cho sân bay trong 20 năm tới. Các câu trả lời phổ biến bao gồm mọi người rất thích cách cộng đồng kết nối mọi người với nhau, sự đa dạng đích thực và môi trường tự nhiên, tương tự như các đáp án tại các trạm khác. Trong tương lai, mọi người muốn thấy nhà ở giá cả phải chăng, không gian mở, cơ hội giáo dục, nguồn trợ giúp được cải thiện, tiếp tục sử dụng hướng tới cộng đồng hàng không và cơ hội cho một quá trình tập trung vào cộng đồng. Các chủ đề phổ biến đã được nghe dẫn đến việc xác định 7 nguyện vọng cho tương lai: gia đình chủ yếu, cơ hội kinh tế, nguồn trợ giúp chất lượng cao, sự đa dạng đích thực, niềm tự hào về văn hóa và lịch sử, cải thiện chất lượng cuộc sống và ổn định nhà ở. Bước tiếp theo của quá trình này là để chuyển hy vọng của cộng đồng thành các hành động và tuyên bố tầm nhìn thể hiện triết lý và mục tiêu cho tương lai của sân bay. Dựa trên kinh nghiệm và nhu cầu trong tương lai của cộng đồng, nhóm thiết kế đã đưa ra các hành động mà quận có thể thực hiện trong tương lai và một dự thảo tuyên bố tầm nhìn để khuyến khích cho quá trình tập trung vào cộng đồng. Chiến lược tiềm năng bao gồm tăng cường an toàn và an ninh, giới thiệu nguồn trợ giúp cộng đồng, gia tăng nhà ở, tạo ra không gian công cộng chất lượng cao, mở rộng các lựa chọn di chuyển và giao thông, thu hút đa dạng dân cư và doanh nghiệp đang phát triển, kết hợp các tài liệu văn hóa tham khảo có liên quan, tạo ra một khu phố xã hội và mạng xã hội mạnh mẽ, hỗ trợ các gia đình và cộng đồng hiện tại, cung cấp các cơ hội kinh tế, tạo ra một môi trường lành mạnh, phát triển đất đai có tính cách trách nhiệm và lập kế hoạch cho sự linh hoạt trong tương lai. Để giúp hướng dẫn các kế hoạch và thiết kế trong tương lai cho sân bay Richview, chúng tôi đã tạo ra một dự thảo tuyên bố tầm nhìn được xây dựng dựa trên các giá trị và nguyện vọng của cộng đồng. Khu vực phía đông San Jose sẽ là một động lực thúc đẩy, cảm hứng từ văn hóa, sự đa dạng, lịch sử và những thúc đẩy bởi cơ hội về kinh tế, giáo dục và sức khỏe thể chất và tinh thần cho tất cả mọi người. Bây giờ, chúng tôi rất mong được nghe suy nghĩ của quý vị về những gì quý vị vừa thấy. Khi quý vị bấm vào địa chỉ trang mạng của bản khảo sát được đăng bên dưới video này, quý vị sẽ tìm thấy ở góc trên cùng bên phải có một trình đơn thả xuống để chọn ngôn ngữ ưa thích của quý vị.
Cuộc khảo sát bao gồm các câu hỏi về nguyện vọng, các chiến lược và tuyên bố tầm nhìn. Hãy dành thời gian để điền vào khảo sát trước ngày 18 tháng 6. Quý vị sẽ mất vài phút để hoàn thành khảo sát này. Nhận xét của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi và đối với cộng đồng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp của quý vị và hy vọng được gặp quý vị tại cuộc hội họp cộng đồng lần kế tiếp.